nó không đứt đâu, nó dây ấy mà. Bữa nay có thêm một thành viên mới. Thành viên này lớn tuổi rồi, sợ lên dốc. Tầm chắc được chắc do là quá. Do lúc được. Tiếp tục hành trình băng rừng vượt núi. Đọc là tâm cái cha. Đấy, chữ tê, xong cha chữ tê đồng lọt, mà chữ tê có rất là nước sâu lắm, mà chữ không biết là khô cạn. Đây là nóng này. Chuyến này anh em đi tối sẽ quay về không ngủ lại.
Hello, xin chào mọi người. Thì bây giờ cũng là 2:30 rồi. Thì có mọi người thấy gì không? Cá lên hàng ngày. Thì nói chung cuộc sống giữa núi rừng không có gì cả. Hiện tại là ông chú với lại ông anh đang làm ẩm thực của núi rừng. Làm ẩm thực của núi rừng để làm bữa trưa đó mọi người. Thì từ sáng giờ câu cũng được một mớ cá rồi, gần cả tạ cá. Thì cái thành quả từ hồi nãy thì chú với lại anh nữa đang nướng. Nói chung trong giây lát nữa quý vị và bạn sẽ được thấy những món đặc sản của quê hương, của núi rừng Quảng Nam, đặc biệt là Đông Giang, với những người, với những các nghệ sĩ, các nhiếp ảnh gia, các chú chuyên đi rừng. Mọi người thấy không? Nói chung là sống ở núi rừng thì nói chung mọi công việc đều rất là khó khăn và gian khổ. Nói chung người dân ở đây cần cù bù siêng năng, rất là chịu khó. Mọi người có thấy không? Lon có hộp mà phải nấu canh đó mọi người. Thì một cái công việc thì dưới đồng bằng mình thì rất hiếm để bắt gặp. Mình sẽ đi quay cho quý vị bạn xem. Đây là những món ẩm thực đặc biệt của chú Hoàng với lại chú. Cái này được gọi là cá trắng đó mọi người. Một con lên tới 3,2 kg. Hồi nãy là ông chú mặc cái áo caro mà trắng đi giật lên nhanh 8,4 kg mà bị đứt cần luôn các bạn. Không là các bạn được chiêm ngưỡng những món ẩm thực độc và lạ. Đây, ông chủ thầu vlog Việt Nam Thiêu Hòn. Cá nướng nghe mọi người. Nấu rau rừng bằng hai lon có hột nha mọi người. Hồi nãy là đi không đem đồ ngồi chảo đĩa, cho nên là phải áp dụng khoa học kỹ thuật bằng cái lon của cái hộp. Rồi bữa cơm trưa. Cá này. Để bà con ăn nhá. Hộp nó nhiều, nó nặng, nó là hộp cơm.
hai hộp đi nặng hết ba lọ gạo không phải ít đâu. Hả? Còn bố. Hai đứa con. Cao rừng này. Đi rừng không thiếu cái này phải không? Đưa rau. Không. Vô cái đi. Nướng ở rừng là không mỡ ruột các bác à, ăn thì có bắp thế này, chín ruột. À, có lo thang, đúng nha, đúng nha, học đại học năm ba, năm đại học sư phạm ngon. Học vừa có đại học đầu tiên. Nếu là trường Nam mình non cho cao đẳng có học. Ok, ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy được. Cắt lỗ luôn. Đấy, cái vậy chứ. Go!